Nghệ sĩ Hoài Linh tự đính chính thông tin bị đột quỵ, hôn mê sâu, tiên lượng xấu. Chiều ngày 31 tháng 5, trên mạng xã hội xuất hiện một bài đăng có tiêu đề tin nóng: Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh bị đột quỵ, hôn mê sâu, tiên lượng xấu. Theo đó, trang này thông tin nghệ sĩ Hoài Linh bị ngã trong nhà vệ sinh vào tối ngày 30 tháng 5, được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện An Bình trong tình trạng nguy cấp. Dù không đưa ra bất kỳ bằng chứng gì nhưng bài đăng này thu hút hàng chục nghìn lượt xem, bình luận gây xôn xao dư luận, khiến nhiều người lo lắng. Đến chiều ngày 31 tháng 5, một người thân cận của nghệ sĩ Hoài Linh đã thay mặt đăng clip nam nghệ sĩ lên tiếng làm rõ vấn đề. Đăng lên rồi kêu tôi chết ngày 30 kìa. Trời đất ơi, nhập viện an bình. Đi câu cá không chịu đi câu, đi câu view chứ trời. Chán thiệt chứ. Ôi trời ơi, thích cho chết là chết. Chán gớm thiệt. Như vậy, thông tin nghệ sĩ Hoài Linh đang cấp cứu, sức khỏe chuyển biến xấu là hoàn toàn sai lệch. Đây cũng không phải lần đầu nghệ sĩ Hoài Linh phải đích thân lên tiếng khi bị tung tin đồn qua đời.